mẹ về uống cà phê, mời mẹ về uống cà phê. Nó lớn lên còn Quy luôn. Mẹ uống cà phê yếu giờ nữa. Mẹ bắt là sao thấy mặt cười bà vậy? Nhớ mẹ không? Nhớ mẹ không? Nhớ mẹ làm sao? Dạ, chú xin kính chào quý cô chú anh chị quý khán giả. Thì đây là cái chỗ nơi phòng trọ của anh Phúc ở ha. Thì hôm nay chúng cũng xuống để thăm anh Phúc xem. Thì không biết là bữa cũng có gặp cậu Năm với lại chị Ba đó, cũng có nghe nói là có mua cột gì rồi. Nhưng mà không biết là bữa giờ cũng có làm mấy căn nhà nhỏ hay gì cho các bé hay không. Hôm nay chúng cũng xuống đây thì sẵn tiện chúng cũng mang số tiền của cô chú Mạnh Thường Quân cũng có gửi theo chung để giúp đỡ cho anh Phúc á. Một mình gà trống nuôi ba đứa nhỏ rất là tội nghiệp. Thì hôm nay chung cũng xuống để mang tiền giúp đỡ cho anh. Sẵn tiện thì cũng trò chuyện thăm hỏi anh xem cũng như là dự định sắp tới của anh sẽ ra sao ha. Bây giờ chung cũng xin mời quý cô chú anh chị cũng như quý khán giả vào để thăm anh Phúc ha. Rồi, chào con trai. Đi vô nhà đi con, đi lên. Ở đây thì anh Phúc khi trước chúng cũng có đã có ghi hình ở trong nhà trọ này rồi. Thì từ lúc khi anh ở trên Sài Gòn vừa mới về Sóc Trăng này đó là anh đã được anh chị em thuê cái phòng trọ này để cho anh ở. Thì bây giờ cũng mời cô chú anh chị để vào thăm ba cha con sống ở đây như thế nào nhé. Bé này thấy chung là chạy ra ngoài đón rồi. Rồi, chào anh Phúc ha. Dạ, dạ anh xin chào ạ. Dạ. Anh Phúc đang làm gì hả? Đang làm việc nhà cửa. Đây thì tối ngủ ở ngoài đây luôn hay sao anh? Dạ đúng rồi. Ở trong mình để ba sữa rồi đồ ăn đồ uống cho mấy nhỏ trong phòng. Ở trong thì bé trai lớn ngủ hả? Đang tắm, đang ngủ. Ở trong đây là nhà tắm trong hay sao? Nhà tắm trong cái phòng ngủ. Nhưng mà cái ba sữa bọng rồi cho bé á, để trong á. Mình ra đây ngủ cho thoải mái. Đó. Phía trong đây là có phòng ngủ với lại toilet luôn. Dạ đúng rồi. Giờ tính ra phòng trọ này rộng dữ ha. Dạ đúng rồi. Đó anh mở cái cửa phòng trọ này coi. Đi vô trong đi con, đó. Vô trong nhà tắm đi. Vô trong thay đồ đi. Hôm nay để quần áo, đồ đạc, sữa, bọng rồi cô chất cháo đây. Ở đây là chỗ anh ngủ ha. Dạ đúng rồi, hồi xưa đây ngủ. Để sữa. Rất là nhiều sữa. Đây cũng bà con cô bác cho. Dạ đúng rồi. Sữa rồi sữa bịt cho bé thứ ba quần áo gạo chứa trong này. Ở đây là không có ngủ à, ngủ ngoài dạ thôi. Không, đây ngủ ngoài cho thoáng. Rồi ở trong đây cũng có toilet. Toilet nha. Dạ. Ngoài đây vừa nấu cơm nước rồi vừa nằm ở đây luôn. Dạ. Dạ, rồi sớm giờ anh đang làm gì hả? Dọn dẹp nhà cửa luôn. Làm chùa với đây xin mấy bình sữa cho cháu. Ngâm nước sôi. Pha với muối ngâm nước sôi. Ngâm mấy bệnh đó hả? À, đúng rồi, cho xong rồi mới rửa xong rồi mới pha sữa. Dạ, ở đây có nấu cơm nước gì ăn chưa? Chưa, sáng là không ăn, sáng đi cho nó ăn sáng xong trưa về mình mới đi chợ búa mình nấu nướng. Dạ. Dạ. Ở đây bé cũng đang ngủ hả? Dạ, mới vừa thức. Mới mua cái nồi với cái này cho bé nằm. À, mua này cho ngủ đó hả? Dạ. Rồi tối là bốn cha con nằm ở ngoài đây thôi. Là nằm chung ở đây hết. Dạ. Dạ. À, ở đây có cái nồi nữa ha. Nồi này cái lúc trước mua là mua dựa cho trai và chị qua để lại có 50.000 mua về để cho nằm cái nồi này hả? Dạ. Tại em để cho anh nằm đi chứ. Tính ra là phòng trọ đây tính ra là nó cũng rộng quá trời ha. Dạ đúng rồi. Trước đây mình cũng tận dụng ngủ nơi này kia đầy đủ ha. Dạ. Con trai ẩm em nữa hả? Thôi đưa em cho nằm chút đi. Đây ba ẩm em. Ba ẩm em đi. Con trai đây nói chuyện với chú coi. Trai đứng lại quàng ba chuỗi ghẹn đây. Chuỗi ghẹn nè. Chào chú, chào các ông bà, cho cô bác đi. Trời ơi, mắc cỡ nữa trời. Thì hôm nay cũng xuống đây để thăm lại anh Phúc ha. Dạ. Trước mắt cũng xuống để xem cái tình hình cái cuộc sống của anh á, với lại muốn trò chuyện cùng với anh một chút. Dạ. Thêm nữa hôm nay cũng được cô chú Mạnh Thường Quân
à, cũng có gửi cho anh một ít rồi xuống, tiền rồi, xuống sẵn tiền xuống thăm cái cuộc sống anh hiện tại và một xíu nữa cũng trao tiền cho anh luôn. Có gì một chút nữa mình đi vào chùa đấy ha, đi vào để cho cô chú anh chị xem cái chỗ nơi mà giờ xã nằm. Ở ngoài đây là chợ để phơi quần áo, lật đầu phơi quần áo, rửa chén nha bác. À thì anh Phúc ơi, hôm bữa giờ thì em cũng có xuống đây ghi hình á, thì cũng gặp cậu Năm với lại chị Ba đó, thì cũng có thấy là mua cột và chuẩn bị làm một cái căn nhà nhỏ hay là nhà cao su hay gì đó không biết. Hôm bữa giờ không biết tình hình sao rồi hắn, bốn cha con của mình á. Thì tình hình thì cũng như trai như vậy thôi. Thì bữa có mấy anh chị Ba và anh Năm có nói là cho mình cái miếng đất để cất nhà. Thì bữa là có mua 6 cái cột về rồi. Nhưng mà từ bữa đến giờ là không nghe thông tin gì bên gia đình, bên anh vợ hay với chị Ba là lên tiếng hỗ trợ về mặt lương thần để cắt nhà. Thì mình cũng ở nhà trọ bình thường như vậy, sinh hoạt bình thường. Dạ, thì thôi thì chắc có lẽ cũng cậu Năm chị Ba cũng bận bịu công việc thì mình cũng không có nói được, để xem thời gian tình hình xem ha. Ví dụ như nếu cái trường hợp dự tính của anh bây giờ đó, thì anh sẽ tính toán như thế nào? Anh ở nhà trọ như vậy suốt hay là sao ha? Anh có dự tính gì chưa? Vì mình cũng vừa tính kiếm cái mặt bằng nhỏ nhỏ vừa cái phòng á, rồi mình mở ra kinh doanh bán đồ ăn, đồ uống rồi nuôi các cháu. Cho nó các cháu vững cứng cáp rồi mới dám đưa về Đồng Nai bên quê nội của các cháu. Nhưng mà với bây giờ là anh về đây á, là chỉ có một mình anh thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi làm sao mà anh có thể mà vừa đi làm ăn mà vừa trông ba đứa bé này được? Thì mình phải kiếm cái mặt bằng đó, mình vừa bán mà vừa trông mấy đứa nhỏ để trong nhà luôn đó. Mình không có dám tin tưởng ai, mình không có dám gửi, là máu mủ của mình mà. Nhưng mà thấy cái vấn đề anh đang nói là cảm thấy nó quá hiu đi, chứ thực sự là vấn đề chăm sóc ba bé đã khó rồi, chứ nói chi đến cái việc mà anh đi làm. Thì mình không có làm công cho người ta, mình chỉ ở nhà mình mở ra mình buôn bán thôi. Nhưng mà mình buôn bán đi chăng nữa, nhưng mà vấn đề thứ nhất là bé nhỏ xíu đây nè, là được mấy tháng anh chia sẻ thêm? Gần 5 tháng rồi. Gần 5 tháng rồi thêm bé kia. Thì bé này với thằng lớn này là chúc xếp cho đăng ký cho đi học. Là bé kia mấy tuổi? 5 tuổi rồi. 5 tuổi bé lớn. Nãy 8 tuổi. Một bé 5 tuổi, bé 8 tuổi. Dạ đúng rồi. Nếu như mà cho đi học thì anh cũng phải đưa rước nữa, đúng không? Thì mình sáng mình đưa đi học, rồi chiều khoảng 5 giờ mình rước về. Rồi bé này ai coi nếu thì bé này thì mình để trên nôi của đặt của quần chung cho một cái nôi đó cũng không thể được nữa. Cũng không thể được, nói chung là anh phải có người nào đó chăm sóc phụ, chứ thực sự là nếu anh bỏ bé ở nhà không và anh đưa bé đi học này kia rất là khó luôn. Và em nói thật sự không, mình có cái đai, mình mua cái đai, mình bỏ bé vô mình đi rước cháu là chở đi theo ba người. Dạ, đúng rồi. Rồi vừa buôn bán nữa rồi anh không thể nào làm được cái chuyện thì đó đâu. Mình phải cực trước rồi chứ giờ mình đâu có dám tin cậy ai mà về đâu dám gửi. Thì cho bé này cứng cáp cho khoảng từng 5 tháng hay 6 tháng gì đó, mình gửi cho cháu đi nhà trẻ luôn. Đó, mình chung ở nhà mình buôn bán. Theo cái suy nghĩ của anh đó, thì chắc có lẽ là không khả thi rồi. Thêm nữa ở dưới đây anh có bà con thân thiết gì khác không? Thì ở dưới này thì mình chuyên ngước chuyên gáo mới về đất Sóc Trăng này thôi. Cũng nhờ cái là có vợ chồng anh Tư và thằng người anh em kết nghĩa là của bên vợ là chạy hòm Minh Lưng, thì cũng chỉ hướng mình là thì coi cái ở gắn ở đỡ đi, rồi thời gian cho cháu cứng cáp khoảng 5-6 tuổi gửi cho cháu đi mẫu giáo rồi qua phụ bên chạy hòm, rồi có công việc thì qua hỗ trợ bên chạy hòm, thì bên đó đi mai táng đồ này kia đó thì mình cũng đi phụ ở thành phố, mình cũng có đi phụ thời gian. Nhưng mà bây giờ thì trước mắt là anh cũng là mong muốn là sẽ đi tìm một cái chỗ nào mới để mà anh để cũng như là thuê để ở. Đúng rồi, công việc cũng đổi mới hơn chút để có đồng ra vô để lo cho các cháu. Chứ nằm ở cái phòng này nói chung ra thì ở vẫn được, nhưng mà cái những kỷ niệm rất là nhiều. Thêm nữa là bên anh chị em bên vợ đó cũng như là có ai hỗ trợ để chăm sóc các bé không? Thì nói chung ra thì chỉ có mình anh vợ chồng anh Tư và vợ chồng anh Năm. Thì cái thời gian mà mình về đất Sóc Trăng này sống là 3 tháng trước á, thì mình có ghé bên nhà anh vợ chồng anh Tư thì con cái anh rất là đông, không ở được.
Thì qua bên của anh Năm thì cũng nhiều khi gấp rút quá, không có anh, vợ chồng anh Năm không có sắp xếp được chỗ ăn chỗ ở đó. Thì mà đành lòng anh Năm phải đi hỗ trợ với bên mình, vợ chồng mình với ba nhỏ à, đi kiếm cái nhà trọ đang thực tế giờ mình đang ở đây. Thì hỗ trợ đăng ký giùm mình cái phòng trên gác để mình ở, thì sống sinh hoạt ở trên này. Thì cái thời gian đó thì cũng lay lắc qua ngày. Thì cũng cảm ơn vợ chồng anh Năm đã hỗ trợ được cái phòng trọ để cho hai chồng và ba đứa nhỏ để có chỗ che nắng che mưa. Thêm nữa là cũng muốn hỏi anh, nếu như bây giờ là về đây chỉ có anh chị em bà con bên vợ thôi, thì nếu như có anh chị em bà con bên vợ muốn chăm sóc bé phụ anh thì anh có đồng ý cho không? Thì nói chung ra thì mình cũng không dám tin tưởng, mình không dám giao. Tại vì máu mủ của mình, tại thời gian mà cái lúc bên gia đình bên anh Năm á, thì cũng đang lô bu có con nhỏ nữa, rồi bà chị thứ Năm cũng đang bị bệnh, đang mổ bị ung bú đây nè, thì cơ thể thì cũng chưa có khỏe lắm, mình không dám gửi đó. Thì có ý như vậy, nhưng mà có cái là mình trước á, là cũng cảm ơn vợ chồng anh Năm và vợ chồng anh Tư cũng hỗ trợ về mặt tinh thần giữ cháu này, nhưng mà có cái là em thì không dám giao, tại vì máu mủ ba cho con nó chung với mình là từ nhỏ lớn rồi, không xa được một ly một giờ nào hết đó. Thì nói chung là anh cũng dự tính là sẽ đi kiếm thuê một cái nhà khác hay là một cái miếng đất hay là gì thêm thêm cái nhà mà loại nhà cấp 4 nhỏ nhỏ có mặt bằng trước á, để mình kinh doanh buôn bán cà phê hay gì đó, để mình kiếm thêm thu nhập để lo cho các cháu. Nhưng mà thấy cái vấn đề đó hơi không khả thi. Nếu mà được tốt hơn đó là không biết là bên anh á, là anh chị em bà con bên anh là cũng như là hiện tại đang ở Đồng Nai hay là sao ha? Dạ đúng rồi, chỉ có mình là ông cậu ba và bà mẹ, mẹ ruột của mình với thằng em thứ tư là ở bên là Đồng Nai. Còn con nhỏ em gái á, thứ ba, và thằng Út á, thì Út đang chạy xe tải ở trên thành phố. Nhỏ em thì nó đang làm một mày neo làm tóc với chân điểm bùi dâu với làm móng ở trên thành phố. Rồi mẹ anh cũng lớn tuổi chưa hả? Dạ mẹ em nay cũng lớn tuổi rồi, 27 rồi. Không biết là bảy mấy hả? Dạ. Không biết là mẹ anh có chăm sóc bé được không? Thì chăm sóc thì không có kỹ bằng cha mẹ. Kiểu như là cái là cũng lo được chút chút. Nếu như mà anh muốn theo dự định của anh á, thuê nhà để anh mua bé hay gì đó, thì anh có mẹ hay là anh chị em gì đó một người phụ anh á, thì cái điều đó anh sẽ làm được, chứ một mình anh em nghĩ là không bao giờ sẽ làm được. Nhưng mà bữa là vợ anh mất á, thì bên bà con của anh cũng như là ba mẹ anh gì có xuống không? Dạ thì có mình ông già ruột của mình có xuống thì để chia buồn. Thì còn mà bên mẹ ruột mình ở thành Đồng Nai á thì không có xuống được, mẹ đã yếu, cậu ba cũng yếu. Rồi thằng em thứ tư thì nó lo hai người cho ảnh, thì cũng có gửi tiền xuống cũng điếu. Là chỉ có mình cha anh xuống thôi. Dạ mình cha xuống với bà má sao xuống. À vậy là cha mẹ anh là cha mẹ sao nữa hả? Đúng rồi. Ông này là cha ruột. Vợ ông với ông xuống đây là vợ sao, bà má sao. Mẹ ruột là ở riêng, không ở chung. Là coi như là ly thân nay cũng 2-3 năm, gần 20 năm rồi. Nói chung là cũng cha anh thì cũng như là đi thêm bước thừa vậy đó. Dạ, đúng rồi. Cho nên thì xuống là xuống với vợ sao thôi. Đúng rồi. Không biết là cha anh cũng như có hỗ trợ giúp đỡ gì anh không, hay là thì bây giờ thấy cái cảnh của anh như vậy? Thì hoàn cảnh ông già ông cũng bôn ba, cũng đi làm hồ, làm cũng khổ lắm. Dạ. Thì chỉ ngoài mặt tinh thần thôi. Chứ về mà mặt kinh tế tiền bạc thì không có. Chỉ xuống là chỉ là mặt tinh thần xuống thôi, chia buồn thôi. Dạ thì là cha cũng nha, chị xuống để chia buồn khi gia đình có hậu sự vậy thôi. Dạ đúng rồi. Dạ nhưng mà bây giờ thì nếu như mà bên anh á, mà kiếm anh chị em hay là mẹ anh gì để chăm sóc các bé phụ anh thì không có không ha, nếu mà theo anh suy nghĩ? Nếu mà được thì mình rước một nhỏ em gái ở thành phố về đây hỗ trợ như mình phụ mình buôn bán là sẵn cho coi cháu luôn. Con bé đó là cũng bên dòng họ bên mẹ mình là ba nó là chỉ dưỡng, là mẹ nó là giai em của mẹ mẹ già dưới quê.
Tại vì bây giờ, tại vì đang theo em nói là giống như cái trường hợp mà xấu nhất á, kiểu như là vấn đề mà cái chỗ mảnh đất mà vợ của anh cũng như là cho vợ anh từ trước á. Dạ đúng rồi. Sợ là không có xây nhà hay gì đó thì anh sẽ đi thuê nhà thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng là trừ cái trường hợp đó. Dạ. Nhưng mà tại vì bữa giờ cũng đã mấy ngày rồi đúng không? Dạ đúng rồi. 3-4 ngày rồi nhưng mà cũng chưa thấy động tĩnh gì. Cho nên dạ, thì anh thì nếu mà ở trong cái nhà trọ ở đây hoài thì cô tiền cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ mình ăn mỗi ngày nó cũng sẽ hết. Thì đúng. Anh phải có một cái gì đó để tìm kế sinh nhai. Kế sinh nhai để mình có đồng ra đồng vô để lo các cháu. Đúng rồi, để phải để lo cho mấy bé, tới ba bé như vậy. Bởi vì thực sự là nếu mà chăm sóc bé là rất là cực. Dạ, nếu mà cô chú anh chị cũng như quý vị khán giả nào từng có con và một hai bé thôi, và sự chăm sóc thì sẽ biết cái nỗi cực khổ đó rồi. Chứ ở đây thì đối với anh Phúc thì một mình mà nuôi tận ba bé như vậy thì vừa đi làm nữa chắc có lẽ là chuyện đó hơi khó. Dạ. Nên cũng đang anh Phúc thì cũng đang dự tính như vậy, không biết là có được hay không. Nếu như em theo em đó, thì em thấy phải có người chăm sóc bé phụ anh và anh đi làm là cái điều đó là nó sẽ tốt hơn và cái điều đó là khả thi nhất. Còn nếu mà để mà anh vừa bán buôn bán kiếm thuê nhà chỗ nào đó rồi buôn bán thực sự rất là khó ha. Thì em thì cũng chủ yếu là kết nối đến cô chú Mạnh Thường Quân để hỗ trợ anh thôi, còn vấn đề sự quyết định hay này kia là ở anh ha. Thì hôm nay em cũng xuống, em cũng mang số tiền cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ anh cũng như là hỗ trợ để nuôi cho các bé thôi. Ở đây là cô chú thương là thương cho các bé. Khi đã không còn mẹ và bây giờ phải bơ vơ như vậy là một mình anh chăm sóc là biết là cực khổ, cho nên là cô chú mới gửi số tiền từ lúc mà đám tang tới giờ đó để hỗ trợ là chủ yếu thương các bé. Nhưng mà anh thì là người cha cũng là phải có trách nhiệm với cái số tiền này để mình sử dụng đúng cái đồng tiền của cô chú ha. Tại vì cô chú Mạnh Thường Quân gửi tiền cho mình đó là đồng tiền đó cũng là những đồng tiền mồ hôi nước mắt cũng như cô chú cũng làm việc cực khổ cho nên mới tạo ra được cái những cái đồng tiền đó, chứ không phải là đồng tiền kiếm ra dễ dàng hay gì đó mà mình sử dụng tiền không đúng mục đích, mình sử dụng tiền phong phí thì cái số tiền đó nó mang lại cho mình không có hạnh phúc ha. Mình xài đồng tiền như thế nào để có giá trị, xài đồng tiền đó phải có ý nghĩa ha. Và mục đích chính cô chú giúp đỡ là để chăm sóc và nuôi dưỡng các bé. Thì hy vọng là các bé sẽ có ăn uống và đầy đủ và được anh nuôi dạy nên người ha. Thì bây giờ em cũng xin trao tiền cho anh luôn đi, rồi một xíu nữa thì mình đi qua chỗ vợ của anh một xíu để quay cho cô chú anh chị xem. Rồi bây giờ ở trong nhà này là anh không có thờ hình cái vợ anh đâu đúng không? Dạ chưa được. Anh dự tính khi nào có nhà ổn định này kia mới lấy thỉnh gì ảnh về thờ. Về thờ ha. Rồi giờ để em trao tiền cho anh ha. Dạ dạ. Thì kính thưa cô chú anh chị, hôm nay Trung cũng mang số tiền của Mạnh Thường Quân. Trung cũng xin đọc danh sách Mạnh Thường Quân cô chú đã giúp đỡ cho anh ngày hôm nay. Đầu tiên Trung cũng xin cảm ơn đến cô Hoa ở Mỹ có gửi giúp đỡ cho anh Phúc 200 đô la Mỹ, cũng có đổi ra tiền Việt Nam được 4.660.000 đồng. Tiếp theo nữa xin cảm ơn đến chú Hồng ở Mỹ cũng có giúp đỡ cho anh 1.000.000 đồng. Xin cảm ơn đến cô Đông ở Mỹ cũng có giúp đỡ cho anh số tiền là 5.300.000 đồng. Thì tổng số tiền ngày hôm nay Trung nhận được để giúp đỡ cho anh Phúc để nuôi ba đứa bé, tổng số tiền là 10.960.000 đồng ha. Dạ. Thì số tiền này để anh có thể chăm lo cho các bé tốt ha. Dạ dạ. Thì tổng số tiền là 10.960.000 đồng. Ở đây thì Trung cũng gửi cho anh chẵn số tiền 11 triệu luôn. Dạ. Ha. Dạ. Thì ở đây em cũng xin gửi cho anh số tiền 11 triệu để anh đếm lại cho tổng số tiền đó. Anh đếm lại cho kỹ đây, 11 triệu. Dạ đúng rồi, 11 triệu. Giờ anh cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ đến 3-4 cha con mình đi ha. Dạ. Thì cái lời đầu tiên của em xin cảm ơn
mạnh thường quân trong nước ngoài nước đã thương tình và hỗ trợ từ suốt cái quá trình bà xã em nằm xuống đến ngày hôm nay, rồi một số tiền để cho em để em lo lắng cho ba đứa cháu nhỏ. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ. Hy vọng có một số tiền này cộng thêm những số tiền mà cô chú đã hỗ trợ anh từ lúc vợ anh mất tới giờ đó, dạ, thì hy vọng số tiền đó sẽ là một cái phương tiện để cho anh nuôi dạy cho các bé tốt hơn. Dạ. Hang. Dạ. Nhưng mà vì cái vấn đề nhà cửa thì tại vì cái phần đất đai bên đó cũng không có giấy tờ này kia, chung cũng rất là khó. Chính vì thế thì tùy ở anh mong muốn là anh thuê nhà ở hay là sao đó, cũng chung cũng không có rành cái vấn đề đó, chỉ ở này là ở mong muốn ở anh thôi. Nhưng mà không biết là nếu mà chọn cái phương án là anh đi về ở trên Đồng Nai để về quê hương ba mẹ anh thì như thế nào ha? Thì mình chính hai đường, một là mình tính ở đây, thì còn nữa là hai á thì mình đưa về trển, rồi sẵn đó là ở quê nhà cũng có trái cây, rồi đó thì mình vô vườn mình hái trái cây rồi buôn bán ở chợ, rồi xong đó thời gian điểm đó thì mình mua mớ cây giống về mình trồng, mình chăm sóc cho nó lớn, là... cho nó lớn lên mình đem trái ra bán. Nói chung là cũng có hai cái phương án để cho anh đó, nhưng mà vì hiện tại anh cảm thấy là các bé còn khá nhỏ cho nên anh chưa có đi về Đồng Nai ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ở đây thì em nghĩ là anh phải có ai đó hỗ trợ chăm sóc bé thì anh mới có thể là mưu sinh để mà có thêm thu nhập lo cho mấy bé. Nhưng mà bây giờ thì trước mắt là anh sẽ ở tạm nhà trọ này. Dạ đúng rồi. Rồi từ từ anh sẽ đi tiếp thuê ở gần đây hay là như thế nào anh? Dạ, anh có chưa có nơi để mà thì mình dự định thì mướn sắt bên đây là bước qua vài bước là tới rồi. Nhưng mà mình chưa có biết là cái giá tiền của nó hàng tháng là bao nhiêu. Thì đây mình chỉ có thấy là treo bảng thôi, cho treo bảng là thuê nhà nguyên căn cấp 4. Mình chưa biết là giá cả hàng tháng là bao nhiêu. Rồi điện nước là bao nhiêu mình chưa có nắm rõ. Mình chỉ nhưng mà thôi. Thêm nữa là ở đây thì có ai là người sẽ hỗ trợ anh khác không? Nãy là anh có chia sẻ là bên chạy hàng Minh Lưng hả? Chạy hàng Minh Lưng thì nó cũng góp ý kiến cho mình thôi. Dạ. Thì nếu mà góp ý kiến cho mình như vậy là cho hai cháu đi học, rồi vừa chăm sóc bé này, cho vừa bán mà vừa chăm sóc này cho khoảng 7-8 tháng vậy đó. Mình gửi cho nhà trẻ, rồi trong quá trình đó rảnh rỗi thì qua bên chạy hò Minh Lưng, phụ chạy hò Minh Lưng. Làm ba cái áo quan đó, rồi có đi liệm thì mới đi phụ đi liệm. Thì hàng tháng lương như thế nào đó thì cũng chừng nào làm mới tính được cái mức lương. Cũng hỗ trợ được số tiền nhỏ nhỏ để cho mua sữa với tiền ăn thì uống cho các nhỏ. Nói chung thì cũng tùy quyết định của anh thôi ha. Em thì chỉ là cầu nối trước mắt là có một cái phần tiền cũng như là kết nối cô chú Mạnh Thường Quân gửi giúp đỡ anh. Còn vấn đề để anh lo tiếp tục về cái cuộc đời tương lai của anh, cái đó là lo cái sự quyết định của anh. Nhưng mà em chỉ khuyên anh một điều là cái đồng tiền cô chú Mạnh Thường Quân giúp mình thì mình phải sử dụng xứng đáng thôi. Rồi vậy thôi, bây giờ em cũng xin phép anh mình cũng đi qua chỗ vợ anh một xíu để ghi hình cho cô chú anh chị xem. Tại bữa giờ cũng xuống mấy lần cũng em cũng chưa đến chỗ vợ anh. Chỗ mà hạ hài cốt của vợ anh. Vậy là để hài cốt ở trong chùa luôn hết anh ha. Hôm nay thì cùng với bốn cha con cũng đi vào thăm chỗ nơi chị Ngọc ha. Rồi có mua dừa rồi hả? Mới mua rồi. Mua dừa chưa? Hôm nay cô bán dừa khỏe không ha? Khỏe. Sáng giờ bán được dừa chưa? Bán rồi, mở hàng rồi ơi. Mở hàng trái dừa, 2-3 trái dừa dứa rồi. Chúc cô năm mới được mua bay bán đắt nha. Hôm nay cũng xuống đó để gửi thêm một số tiền của chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bốn cha con của ông Phúc. Cũng cảm ơn cô bán dừa rất nhiều. Chứ cô cũng từ lúc chị Ngọc còn sống đó cũng hỗ trợ rất là nhiều thứ cho chị Ngọc. Và đến bây giờ chị Ngọc mất rồi cũng còn hỗ trợ đến mấy bé nữa. Thật sự cô là một người cũng rất là tốt cô chú anh chị. Có lời gì nói không? Không có. Thì Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bốn cha con đi, tôi cũng cảm ơn giùm bốn cha con. Tôi không có biết lời nói gì mà nói cho hơn.
Rồi vậy là cảm ơn Mạnh Thường Quân với mấy cậu giúp rất nhiều, không biết tên gì mà kêu đại gì đi. Thêm nữa thì cũng hy vọng cô chú anh chị cũng như tất cả quý cô chú khán giả có đi xuống chùa Dơi thì nhớ mua dừa ủng hộ. Ngồi đây rồi. Cô bán dừa ở trước cổng chùa Dơi luôn ha. Rồi vậy cảm ơn cô, xin phép đi vào trong ha. Rồi đi vô trong ha. Quay. Đây thì hôm nay cũng là ngày thứ 6. Thông thường thì vào những ngày cuối tuần là cũng rất là đông ở tại ngôi chùa này ha. Rồi này con trai cầm cái cà phê sữa vào đây. Cái này là anh Phúc anh lấy dừa đem vô cúng hay là sao? Cà phê sữa với trái dừa cúng cho vợ. Ở đây là thường xuyên mỗi ngày anh vô anh thắp nhang cho vợ hay là sao? Đúng rồi, sáng nào cũng đi vô cúng ly cà phê sữa với thắp nhang cho vợ. Đi con, đi trước đi. Tao nón vô con nắng. Mấy bé có biết cái chỗ vợ anh không anh Phúc? Có. Đi dẫn vô đi trước đi con. Đi con, đi. Đi con, đi trước đi con. Ở đây thì cũng là nơi ở trong khuôn viên của ngôi chùa Dơi, tất cả những tòa tháp đây là theo phong tục của người Khmer là chứa đựng những hài cốt tập thể. Thì ở đây cũng đây bà làm. Giờ anh Phúc cũng là người Khmer, chính vì thế cũng có làm lễ hạ cốt xuống ở tại nơi đây ha. Anh Phúc qua coi bé khóc anh Phúc ơi. Dạ dạ. Ba cho nè. Ngủ đi con. Mẹ con đi đâu rồi con trai? Mẹ con đi đâu rồi? Hả? Mẹ con đi đâu? Hả? Các bé cũng khá là hồn nhiên, cô chú anh chị ơi cũng chưa biết gì hết. Đây là chỗ nơi hạ cốt của vợ anh ha. Dạ đúng rồi. Ở đây là cũng như là nơi để hài cốt tập thể. Dạ đây là vừa chung hài cốt của ông và vợ qua bà và vợ luôn. Để chung đây luôn. Dạ. Sớm về cũng ở chung đây luôn. Dạ. Khung chùa Dơi này thấy vậy cũng để cái nắm vú bỏ cho em đi chế ơi. Rất là đông du khách ha cô chú anh chị. Thì ở đây có một cái hồ này, cũng như mọi người hay xuống đi để xem cá với lại thắp hương ở dưới cái cây đa, cây gì á, không phải cây đa, một cái cây đó cũng khá là to ha. Đây thì thường là bữa giờ từ lúc vợ anh bắt anh mấy cái chân nhang này kia để đây ha. Dạ đúng rồi. Đây với mình mua thêm cây dù che nắng che mưa cho bà xã. Nắng à em? Sao? Đấy nắm vô che lại nữa. Con trai đẩy bé ra chỗ mát đi con. Kéo qua chỗ mát nè con. Ủa mượn á.
Thôi, mẹ về uống cà phê. Mời mẹ về uống cà phê. Nó lớn lên. Còn Quy luôn. Mẹ về uống cà phê yếu dừa nữa. À, cô chú anh chị thì nãy giờ cũng anh Phúc cũng đã đến đây cũng cúng bái với một ít đồ này kia cho chị Ngọc. Ở đây thì cũng thường xuyên là bữa nào là anh Phúc cũng hay xuống để mà thắp hương hay sao hả anh Phúc ha? Dạ đúng rồi, mỗi ngày buổi sáng là mua ít trái cây với ly cà phê sữa cúng cho bà xã. Buổi sáng cà phê sữa với lại này kia đó là ý nghĩa sao anh? Là tại vì cái thời mà bà xã còn sống thì con cũng thích uống cà phê sữa. Thì uống cà phê sữa với nước dừa. Thì mình chết mình cũng cúng vậy. Ý là kiểu như còn sống là thích uống những cái đó rồi. Cho nên là anh mới cúng như thế. Coi như là hàng ngày á, hàng ngày uống mỗi sáng là uống cà phê sữa. Rồi hôm nay thì anh có còn gì muốn nói đến quý vị và anh Thực Quân không hả? Dạ thì nói hôm nay Phúc xin cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước đã giúp đỡ hoàn cảnh trước là bà xã, sau là tôi với ba đứa nhỏ. Là kính mong Mạnh Quân nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Dạ thì hy vọng hy vọng là tương lai về sau cũng như là bốn cha con sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn hay và tìm định hướng đúng về cái tương lai để lo cho các bé. Dạ dạ. Hân anh hân. Dạ dạ. Thì hôm nay cũng chung xin tạm ngưng tiền cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hoàn cảnh anh Phúc. Thì nếu như cô chú anh chị nào đó muốn giúp đỡ anh Phúc thì có thể liên hệ trực tiếp đến anh Phúc hân. Dạ, anh Phúc dạ. Có thể đọc số điện thoại đi để nếu cô chú anh chị nào thương mình muốn giúp đỡ mình thì sẽ liên hệ trực tiếp đến dạ, mình. Thì nếu mà Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước có thương ba anh cháu nhỏ và hoàn cảnh gia đình em thì xin liên hệ vào số máy 090 189 5270 gặp em gặp anh Phúc Dạ rồi, thì anh Phúc cũng đã đọc số điện thoại ha. Nếu như cô chú anh chị nào có thấy được hoàn cảnh của anh Phúc thì mong muốn hỗ trợ thì cũng như có thể liên hệ trực tiếp số anh Phúc. Tại vì về cuộc cũng như là hoàn cảnh của anh Phúc và chị Ngọc thì Trung cũng đã hỗ trợ cũng rất là nhiều rồi. Từ bữa vừa mới về Sóc Trăng này thì chắc lẽ cũng là duyên đến đây thôi. Thì cũng mong cô chú anh chị thông cảm. Bây giờ thì thôi Trung cũng xin tạm thời khép video tại đây. Và cũng xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và quý khán giả trong những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn. Giờ rồi để em ghi hình ở chỗ trong chùa dơi xíu ha. Dạ dạ. Ở đây thì cũng có đàn ở trong đàn mấy nhạc cũ ở trong chùa dơi á. Thì chúng ghi hình một xíu cho cô chú anh chị xem rồi kết thúc video ha. Ở đây có ban nhạc truyền thống Mahatub ha. Dạ thôi thì bây giờ Trung cũng xin khép video tại đây nhé. Cũng xin cảm ơn đến cô chú anh chị rất nhiều đã theo dõi video này. Dạ, cũng xin hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.